Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor quạt gió dàn lạnh trong xe của xe Hyundai 3,5 tấn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Mando tại Hàn Quốc. Anh em sẽ cùng nhìn qua nhé. Đây chính là cái quạt gió dàn lạnh trong xe của 3,5 tấn. Một cái đặc điểm khá là riêng biệt với cái phiên bản đời này, tức là cái rác điện của nó sẽ ra phần đuôi. Đây chính là cái phần đuôi quạt, 3 điểm. Đây chính là 3 điểm để chúng ta bắt ốc vào trong chỗ hộp quạt gió dàn lạnh. Sản phẩm được sản xuất 100% bằng nhựa ABS cao cấp, với thiết kế là phần cánh được thiết kế bằng nhựa trắng và phần đuôi ốp bên ngoài nó sẽ là nhựa màu đen. Đây là ống để chúng ta dẫn ống dẫn nước nhé anh em nhé, của công ty Mando. Hai con ốc này là chính là để lắp cái trục nhựa này vào khi mà chúng ta muốn kiểm tra và châm thêm. Thì kiểm tra này, bảo dưỡng quạt thì anh em chỉ cần tháo hai con tua vít này ra là xong. Ở cái phần cánh quạt này thì ở phần cánh quạt thì thiết kế theo đây chính là cái phần mà người nó sẽ quay khi mà anh em bật điều hòa, tức là bật quạt gió và bật AC. Đây chính là chiều cánh của nó này đó, và cái đời này thì của nó là 1 vát, anh em nhìn nhé. Chúng ta gài hẳn xuống và phía dưới nó có cái phanh để giữ đó. Thì vừa rồi thì em cũng có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh trong xe của xe Hyundai 3,5 tấn. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.